Đồ sư cũ Long Võ xin thân ái mến chào cô chú chị và các bạn người xa trên mọi miền đất nước. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú chị mình một số đồ đồng ha và đồ gỗ sư cũ. Giao lưu và báo giá cho cô chú chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn rất nhiều cũng như xem và ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú chị, đây là 1B ha. 1B thì em có một cái bộ lư nè, bộ lư này là bộ lư tròn của chú chị. Ở chiều cao của lư thì em đo như gì là 57. Còn chiều ngang chỗ hai cái đầu lăng đi ha là 45. Bộ lư này là bộ lư tròn của anh chị. Thôi em đo cái vành tròn luôn đi cô chú anh chị mình xem ha. Vành tròn như thế này là 95 cô chú anh chị. Bộ lư này thì tuổi đời 100 năm rồi cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp bộ lư luôn. Hai con lăng thì cô chú anh chị mình xem ha. Đó. Còn chiều cao chân đèn thì em đo như gì là 50. Còn cái mâm đó là 28 của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình xem những cái chân đèn ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có quan tâm thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha. 0345 238 512. Bộ lư này thì cân nặng là 2 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 39 triệu ha. Còn đây là 2B, 2B thì bộ lư này tuổi đời cỡ 20 năm đảo về thôi cô chú anh chị. Chiều cao của lư thì em đo như gì là 60. Còn chiều ngang chỗ hai cái đào là 40 của chú chị. Bên em thì nó rất là nhiều lư luôn của chú chị, nhiều kiểu mẫu khác nhau để cô chú chị mình có thể chọn lựa được phù hợp trong gia đình của mình ha. Bộ lư này thì tuổi đời cả 20 năm đảo về thôi, nhưng mà cô chú anh chị mình xem ha. Nước đồng cái màu sáng rất là đẹp luôn. Bộ lư này thì cô chú anh chị mình có xài thì về cứ xài ha, cạn tết hay đánh luôn. Còn nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu đánh thì em sẽ đánh nước đồng cho cô chú anh chị mình luôn ha. Những mặt hàng là hàng lư bên em thì sẽ bao đánh nước đồng cho cô chú anh chị mình ha. Còn chiều cao chân đèn thì em đo như gì là 42. Còn cái mâm đó là 23 cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình xem ha. Rất là im luôn. Bộ lư này thì cân nặng là 11,5 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu ha. Còn đây là 3B, 3B thì em có một cái ấm này cô chú anh chị. Ấm này là ấm xưa luôn ha. Chiều cao của ấm thì em đo như gì là 30, còn chiều dài như thế này là 30. Còn cái hoành tròn cô chú anh chị mình xem. Đây hoành tròn đó là 68 của chú chị. Đây cô chú chị. Ấm này thì chỉ có cái quai này thì bằng sắt thôi cô chú chị, còn một phần còn lại là đồng hết luôn. Thì cái ấm này cân nặng là 3 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 3 triệu ha. Còn đây là 4B, 4B thì em có một cặp lăng của chú chị, lăng này là lăng xù ha. Chiều cao thì em đo như gì là 22, còn chiều dài như thế này là 18. Em đo cái quần bụng chỗ này đi, quần bụng là 36 của chú chị. Đó, cặp lăng của chú chị mình xem ha, rất là im luôn. Đây. Thì cặp lăng này thì cân nặng là 3,6 kg, giao lưu với chú chị mình là 4 triệu ha. Còn đây là 5B, 5B thì em có một cái con đại bàng tung cánh của chú chị, đứng một cái gốc cây tùng nè. Chiều cao thì em đo như gì là 37, còn chiều ngang như thế này là 24. Còn chị ở dưới tán dưới là 16 của chú chị. Chất liệu cũng là đồng nghe của chú chị.
À, thì con đĩa bàn này thì cân nặng là 2,5 kg, giao lưu giúp cô chú anh chị mình là 2.800.000 đồng. Còn đây là 6B. À, 6B thì em có một cái bộ bàn của chú anh chị. À, bộ bàn này thì gồm có 6 món của chú anh chị, 6 món ha, 2 cái đôn. Đó, 2 cái đôn như thế này. Đây của chú anh chị. À, chất liệu thì gỗ gõ của chú anh chị. À, chiều cao của đôn thì em đo như vậy là 65, còn mặt đôn á là 47. 46 của chú gì, 46 ha. Còn chiều rộng như thế này là 36 của chú gì. À, còn cái chân như thế này là 5 phân. Đây của chú gì đó. Ở đây thì chạm nè, chạm chuyện nè của chú gì. Ở đây chạm chuyện thì ở đây thì có một cái giữ thọ luôn. Đó. À, chất liệu thì gỗ gõ của chú chị ơi. Còn bên đây thì cô chú chị mình xem chạm những cái đồng tiền nè, nó nói theo thành dây, nó đem lại sự may mắn cho gia đình của mình nữa cô chú chị. Đó, rất là im luôn. Rất là liền cô chú anh chị, không hề có lỗi lầm ha. Có thì em sẽ báo cho cô chú anh chị mình. À, cô chú anh chị mình cứ an tâm. Đôn thì gồm có 2 cái đôn như thế này, thì em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình thôi ha. Còn ghế thì gồm có 2 cái ghế như thế này nè cô chú anh chị. Đó. Chiều cao thì em đo tới đít ghế là 50, còn em đo giữa sau cho cô chú anh chị mình xem ha. Giữa sau là 120. À, còn chiều rộng như thế này á, là 53, còn chiều ngang á, là 66 của chú chị. À, còn cái chân như thế này á, là 9 phân. Còn cái giữa sau nè, cái giữa sau thì 4 phân của chú chị. Còn cái tay tựa thì là 7 phân. Đó. Ở đây cô chú anh chị mình xem, cái bộ bàn này chạm rất là đẹp nè, chạm chuyện ở phía trên ha. Còn đây thì chạm một cái chữ thọ này của chú chị. Đó, một cái chữ thọ ha. Còn những cặp ở đây nè cô chú anh chị mình xem những cái đồng tiền nè cô chú chị, nó nối theo thành dây nè. Đó, cái dây như thế này nó nối liền qua bên đây luôn cô chú anh chị, nối liền luôn. À, đừng những đồng tiền nó nối theo thành dây, nó đem lại sự may mắn cho gia đình của mình nữa cô chú anh chị. À, đặc biệt bàn này thì bàn ngũ lăng vườn cầu của anh chị. À, đây là nè, một cái quả cầu ở chính giữa này cô chú anh chị mình xem ha. Ở đây là 5 con lăng đó, 5 con cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Đó, còn ở đây bên hông nè, bên hông ở phía trong cũng chạm luôn nghe cô chú chị, ở phía trong vẫn chạm luôn, còn ở phía bên hông cũng vậy luôn, chạm này là chạm hai mặt cô chú chị, đó, chạm là chạm tứ diện luôn, ở mặt này cũng vậy cô chú chị mình xem, ở trên phía dưới cũng được chạm về những cái thọ và những cái đồng tiền, à, nó nói theo thành dây ấy, cô chú chị. Mặt sau đây, đó cô chú chị mình xem mặt sau ha, mặt sau rất là đẹp luôn, cô chú chị mình về để hướng nào cũng được cô chú chị, để hướng nào cũng được, đó, cô chú chị mình cứ an tâm ha. Ở đây thì phía sau thì cái chạm đây là chạm hai mặt, ở phía sau những có đồng tiền luôn. Đó, ở đây thì có chạm một cái tổ ong nè. Đó cô chú anh chị. Đó. Đặc biệt thì bộ bàn này chạm thì chạm rất là đẹp. Đó. Ghế thì ngồi rất là thông thả, rất là im cô chú anh chị. Ngồi rất là im luôn. À, tựa vô lắc dầm ngồi thì nó rất là thông thả cô chú anh chị ơi. Đó. À, thì bộ bàn này thì gồm có 2 cái ghế như thế này, thì em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình thôi ha. Đó. À, còn đây là cái băng dài của chú anh chị. À, băng dài thì gồm có một băng như thế này, thì em đo chiều dài cái băng cho cô chú anh chị mình xem ha. Chiều dài thì em đo hũ bì luôn ha, hũ bì là 194. À, còn chiều cao cũng là 50 của chú anh chị, cái giữa sau cho cô chú anh chị mình xem đây. Giữa sau là 120. Còn cái tay tựa như thế này là 7 phân. Còn cái chân là 9 phân của chú chị. Còn cái giữa sau là 4 phân. Đó. Đây của chú chị. Rất là đẹp. À, cái băng dài thì gồm có chạm là chạm 3 điểm của chú chị. 3 điểm ha. Điểm này chỉ có 3 con lăng thôi. Đó, điểm này thì có 3 con lăng thôi của chú chị. Còn điểm giữa thì là 5 con ha. À, 5 con lăng. Đó. Còn điểm cuối là cũng là 3 con nữa cô chú anh chị ơi. Ở mặt trên thì mặt bàn thì có mặt băng thì có một lá một thôi nghe chú chị, một lá thôi. Đó. Còn ở dìm trước thì được điều chạm hết nghe chú chị. Đặc biệt thì bộ bàn này chạm rất là đẹp. Đó. À, còn đây là cái bàn cô chú anh chị. Chiều cao của bàn thì em đo như vậy là 75. Còn chiều dài của bàn thì 137.
Còn chiều rộng của bàn như thế này là 65 quý anh chị, còn từ mặt bàn xuống cái dìm này là 20. À, còn cái chân như thế này là 6 phân quý anh chị. Chân thì 6 phân đây các bạn. À, bàn thì mặt trên cũng là một lá luôn. Có một lá của chú anh chị. À, cô chú anh chị mình có quan tâm thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha. À, 0345 238 512. Đó. Còn em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. À, nếu mà cô chú anh chị mình có đi tới cửa hàng bên em ha, à, vừa tới đèn bốn ngọn hướng về chỗ ốc khoảng 4 cây số thôi, cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em. Còn nếu mà cô chú anh chị mình đi cái đường Chánh Long Xuyên ha, à, hết cái đường Chánh Long Xuyên à, thì khoảng chừng vài trăm mét thôi là cô chú anh chị mình cũng thấy cửa hàng bên em ha. À, thì cái bộ bàn ngũ lăng vườn cầu này thì gồm có 6 món của chú anh chị, hai cái đôn ha và hai cái ghế và một cái băng dài và một cái bàn. À, thì bộ bàn ngũ lăng vườn cầu này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 55 triệu ha, em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Còn đây là 7B thì em có một cái bộ bàn này của chị đó, bộ bàn này rất là lớn luôn. Đây, bộ bàn này thì gồm có hai cái băng cô chú chị, em đo đại diện một cái cho cô chú chị mình thôi ha. Đây, hai cái băng thì nó rất là dài, chiều dài của băng em đo như vậy là 200 của chú chị, 219 ha. Còn chiều rộng của bàn thì em đo như vậy là 58. À, còn chiều cao đó là 50. Còn cái chân như thế này là 12 của chú chị, còn cái tay tựa là 7,5 phân. Còn cái giữa sau đi ha, cái giữa sau thì em đo cái đố nha. Ở cái đố là 4 phân. Ở cái đố thì 4 phân của chú chị. Bộ này là bộ giường kỹ ngũ sơn, bộ này là bộ đại của chú chị, bộ này là lớn nhất rồi à, trong các bộ của chú chị, không còn bộ nào lớn hơn bộ này nữa. Đó. Bộ này đặc biệt thì cô chú chị mình xem nó rất là đẹp. Đó, nó rất là đẹp chạm nè, chạm ở đây thì chạm những cây tùng nha. Đó, còn đây thì chạm những cây trúc. Còn ở phía giữa này thì chạm những cây mai đó của chúng chị, tượng trưng cho thanh mai trúc mã đó. Đặc biệt thì cái bộ bàn này thì chạm là tứ diện nghe cô chú chị, ở cẳng thì cẳng tứ diện luôn, chất liệu thì gỗ gõ, còn mặt trên thì mặt đá tàu, còn ốc này thì ốc Singapore đó. Đây cô chú chị ở phía sau đây đó, cô chú chị mình xem ha, cẳng là cẳng tứ diện luôn, rất là đẹp, rất là nặng nha của chú chị. Bộ bàn này thì cái băng này thì phải 4 người khiêng ha, à, chứ 2 người khiêng là không còn nổi cái băng này đâu. À, còn cái băng bên đây nữa cũng vậy của chú chị, hai băng thì đều như nhau luôn đó, rất là đẹp. À, còn đây là cái bàn của chú chị. À, chiều cao của bàn thì em đo như gì là 78. Còn chiều rộng của bàn đó là 89, còn chiều dài của bàn cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây. À, chiều dài của em đo như vậy là 176. Còn từ mặt bàn xuống cái dìm này là 27 của chú chị. Còn cái chân là 13, cái chân rất là lớn của chú anh chị. Đó. Rất là đẹp. Cẳng thì được điều cẳng tứ diện này cô chú anh chị. Cẳng tứ diện luôn, cái chân thì rất là lớn luôn. Đó. Chất liệu thì gỗ gõ, còn ốc này thì ốc Singapore, còn mặt trên thì mặt đá tàu đó. Rất là đẹp. Cẳng thì cô chú anh chị mình xem đây đó, cẳng những cái tùng ha, chạm xong rồi cẳng luôn cô chú anh chị đó. Cô chú anh chị mình có quan tâm thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, em sẽ chụp hình gửi phim cho cô chú anh chị mình ha. À, xem những chi tiết nào của chú chị mình chưa rõ ha. À, bộ giường kỹ ngũ sơn, à, bộ đại này thì gồm có 3 món của chú chị ơi, à, 2 cái băng ha, à, và một cái bàn. À, thì em giao lưu với cô chú chị mình là 85 triệu của cô chú chị. Bộ bàn này thì trên thị trường cũng rất là nhiều, à, nên cô chú chị mình có tham khảo thì dò giá trên thị trường cũng được. Nếu mà có thấy phù hợp thì cô chú chị mình hãy liên hệ bên em ha. À, còn đây là 8B. À, 8B thì em có một cái bộ ngựa nè. À, bộ ngựa này thì chất liệu thì gỗ cẩm lai của chú chị. À, cẩm lai ha. Cẩm lai thì 4 miếng. À, 4 miếng trên là cẩm lai. À, còn cái chân như thế này, cái chân đó là chân hương nghe cô chú chị. Đây, chiều cao em đo như gì là 56.
Đây còn chiều rộng cho cô chú chị mình xem ha. À, chiều rộng là 160. À, còn chiều dài là 230 cô chú chị. À, còn chiều dày của miếng ngựa này là 4,5 phân hả cô chú chị, 4,5 phân ha. Đó, còn từ cái mặt bộ ngựa xuống dưới này luôn là 20. Đó. À, mặt trên đó là cẩm lai nha cô chú chị, cẩm lai luôn. À, còn mặt, à, cái chân đó là chân hương. Đó cô chú chị mình xem, đó cẩm lai. Đây thì gồm có 4 lá nghe cô chú chị, 4 lá ha. 4 lá nè. Rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình về xem hàng, đúng chất lượng, đúng như lời em nói thì cô chú anh chị mình cứ nhận, nếu mà không đúng thì cô chú anh chị mình cứ gửi lại bên em. Đó cô chú anh chị mình không tốn 1.000 phí ship nào hết cô chú anh chị ơi. Đó rất là đẹp luôn. À, gỗ thì gỗ cẩm lai nha cô chị, cẩm lai hồi xưa ha. Rất là im cô chú anh chị ơi. Ở chân thì chân hương. Bộ này lâu lắm rồi em mới sưu tầm được cái bộ như thế này cô chú chị. À, cô chú chị mình có quan tâm thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Đó thì Lâm cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn rất nhiều, cũng như xem và ủng hộ em những clip vừa rồi rất là nhiều. À, thì cái bộ ngựa này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 100 triệu ha, em bao ship cho cô chú chị mình luôn. Cô chú chị mình có tham khảo thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, em chụp hình và gửi thêm cho cô chú chị mình xem cho nó rõ hơn. Thì tác phẩm này cũng là cuối clip hôm nay, thì Lâm cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất nhiều cũng xem và ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều, và rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị mình trong những clip này ha. À, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.